Xin chào cô chú chị và các bạn quay trở lại kênh Vặt Sài Gòn Du Lịch nhé. Này tiếp tục cái đến quay heo và làm bánh mì giới thiệu đến các bạn cùng đón xem. Ở đây là địa chỉ tại số 189 đường Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 6. Thời gian mở bán từ 6:30 sáng đến 18 giờ. Quay đây thịt giỏi 320.000 một ký, thịt cừu xá xíu sườn non 300.000. Tiếp tục xẻ bánh mì vào làm quá trời mà còn chỉ có một hổ.
Dính mưa hả? À. Chắc cuối năm mưa cho trời mát á. Cho khí hậu mát mẻ. Ký 320 hả? Để sử dụng len hả? Len mà có, trời ơi, lĩ lĩ còn phải là đi con xa. Rồi, tẩm nửa ký đi mỗi. 4 ký thôi hả? Rồi, nửa ký thôi. Tẩm xây cầu luôn hả? Thôi, tẩm xây cầu để nhìn miếng ngon. Rồi, tiền cầu luôn. Đừng có mạo quá nha, cái này mạo quá không? Không. Những miếng có lên ngay dầu. Rồi, sạch sách màn á. Rồi, ok. Sạch sách màn hả? Sạch sách màn, lấy cái dưa leo đi. Sạch sách màng là gì anh? Sạch sách màng là 1.7. À 1.7 à. Sạch sách màng. Sạch sách màng. Hay quá. Len lưỡi nè. À. Biết len lưỡi không? Không. Len lưỡi là người đẹp á. À người đẹp. Tối chè có hả? Len lưỡi là ngủ anh tối chè là tối đen chè. Tối đen chè. 330 nè. Tối đen chè có không? Đó, chè về, sắp bổ đó chị Tâm là sắp bổ lượng kìa. Ủa cái đường này là ra em cái đường này ra bên cổng hả? Rồi. Ai mà có đi Trung Quốc lấy mấy quần áo về bán không mà rủ chị Tâm đi theo phiên dịch cho được á? À thế hả? Thấy người ta đi qua bình thường có gì đâu, em thích đi đi thôi. Rồi chắc có tiền có bắt bo đi là đi thôi. Đúng rồi, chó Mỹ đi xin visa thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Người ta đang nói chuyện vui rồi không? Đi thật tình quá à. Đang đóng hài mà chứ không. Mình chờ quăng cái miếng cho bả. À. Chụp anh. Có lại một cái đồng nữa, rớt miếng hết một sọt hả chị Tâm? Ờ, bánh mì ở đây bán chạy. Cái này rẻ hả? Đúng rồi. 15 ngàn. Thử đi khắp Sài Gòn này. Thì quay. Anh thấy ở vỉa hè bây giờ nhiều khi đi đường người ta bán 17 với cả 18 hết rồi. Đúng rồi.
À. Thật sự nếu mà ai mà mọi người mà đã ăn mà hiểu biết á thì mình đến đây mua bánh mì 15k thất rất là ok. Thứ nhất là bánh mì ở đây được hưởng lợi này, heo quay tại lò này. Nó miếng nào cũng ngon và giòn nóng hổi. Ờ, bánh mì cũng ngon nữa. Bánh mì khi nào cũng giao liền à, gần đây. Anh lấy trực tiếp nhiều cái chặt mới thật. Đúng rồi, chặt trực tiếp và chặt những miếng thịt to này. Và đúng rồi. Kệ chủ tiền mà lời trả chị Tâm được rồi. À. Ờ, tiếp qua. Mà em biết là lương bọn anh bao nhiêu mà em bảo cao hơn bọn anh kia vậy. À thế à. Nói vậy. Nó nói gì đâu đúng không? Ừ. Ừ. Chứ anh nghe mà anh cũng hờ. Không, anh không nghe gì hết á, chị nói anh chẳng hiểu. Chưa, chỉ ờ đại thôi chứ cho nó xuôi câu chuyện thôi chứ. Ờ, tí nữa mới hỏi lại. Không, tại vì câu chuyện người ta đang nói mình cứ ò để cho người ta xuôi chuyện người ta nói tiếp. Giáo viên người ta nó hiểu rồi đó. Ờ. Không biết gì mà cứ ò. Đúng rồi, sắp Tết rồi. Hôm nay thấy không có không khí gì Tết luôn á. Im liền. Dạ, 30. À, trao quà một sọt bánh mì mới. Vô duyên mà buồn gì trời. Có nói gì đâu mà để bụng trời. Ờ. Ký heo quay thấy
cầm nguyên với cái đùi to làm bánh mì. Lê qua đúng không? Kiểm tra đúng không?
quay mới trở ra. Tay chở heo. Quá trời rồi nhá. Bánh mì tim mai 15k một hổ mà khách mua đông khủng khiếp luôn. Làm không kịp ngừng tay. Thank you.
Đó, sau đây mình xin kết thúc video á. Cảm ơn cô chú bạn rất nhiều nhé. Cô chú bạn ai đi mua heo quay thì mình ghé đây ủng hộ nhé. Ở đây là địa chỉ tại số 189 đường Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 6. Thời gian mở bán từ 6:30 sáng đến 18:00.